thị lực, cảm thấy đầu óc nặng nề, rối loạn giấc ngủ. Người bệnh thường có các biểu hiện như khó ngủ, ngủ không yên giấc, gặp ác mộng thường xuyên hay cáu gắt, nổi giận vô cớ. Thì có thể nói rằng là y học cổ truyền thì họ không có cái bệnh danh là gọi là rối loạn lo âu đâu, họ không có cái bệnh danh đấy đâu, Nhưng mà trong cái triệu chứng mà tôi vừa trình bày, cái rối loạn cảm xúc rồi thì các cái rối loạn về mặt toàn thân đấy thì y học cổ truyền cho đấy là cái gọi là cái chứng chứng uất hoặc là can khí uất. Dạ, vâng. Đông y thì người ta cho rằng là nếu mà không có uất ấy, thì không có bệnh, mà có uất thì sinh ra bách bệnh, đấy là yếu tố tinh thần, cái yếu tố stress. Và bây giờ y học cũng đã nói đấy, cái yếu tố stress rồi nó gần như là một cái phần trong cuộc sống của xã hội hiện đại, và nó là một trong những yếu tố mà gây đến rất nhiều các cái bệnh lý mà hiện nay là không những gia tăng mà còn trẻ hóa rất là nhiều. Và y học cổ truyền thì người ta đã nói đến cái việc đấy rồi. Cái hợp hoan bì thì nó có cái tác dụng gọi là dưỡng tâm an thần, cái bình ta giải uất được rất là tốt, cái trứng này giải uất thì rất là cái hợp hoan bì này giải uất được tốt. Vì vậy cho nên là vợ bạn có thể là từ đó có thể là an thần tốt. Và cái thứ hai là nó có cái tác dụng gọi là hoạt huyết, để cho nó lưu thông khí huyết. Chính về cái dưỡng tâm an thần thì đồng nghĩa, tức là ý tôi muốn nói, tức là có thể lập lại là một cái giấc ngủ rất là tốt. Mà chúng ta biết rồi, vai trò quan trọng lắm của cái giấc ngủ. Khi chúng ta ngủ thì tất cả các cái mạch máu nó sẽ giãn ra, và nó sẽ tăng cường cái dinh dưỡng đến các cái cơ quan đấy, mà đặc biệt là đối với não thì não nó sẽ tốt hơn và nó sẽ thải độc được, thì tôi cho rằng là nó sẽ tốt hơn. Cái nữa bên cạnh đấy thì có cái vị thuốc gọi là uất kim, hay là còn gọi là nghệ đấy, thì đấy cũng là một cái vị thuốc mang tính chất gọi là cùng với cái hợp hoan bì là cái gọi là cái hành khí giải uất rất là tốt. Về đây sai cái vị này là quân dược, giúp cho là giải được uất tốt này. Cái hai là giúp lưu thông khí huyết, thì đó cũng sẽ tăng cường các cái nuôi dưỡng các cái cơ quan đó.
ngoài cái sử dụng cái sản phẩm kia chẳng hạn là cô có sử dụng kèm với các bác sĩ không, là cô chỉ sử dụng một mình sản phẩm này thôi? Không, từ ngày cô uống cái kim thạch khang này là không có uống thuốc gì về cái thuốc ngủ và thần kinh nữa. Mà thỉnh thoảng cô nhiệt mồm cô uống mấy viên thuốc nhiệt mồm chứ cô không uống được gì khác nữa, mà cô sử dụng nguyên cái kim thạch khang này. Tức là vậy thì khi mà cô sử dụng sản phẩm kim thạch khang rồi ấy, thì cô thấy cái triệu chứng của bạn bắt đầu nó thay đổi dần như thế nào, và thay đổi từ hộp thứ bao nhiêu thì cô cảm thấy nó thay đổi? Cô uống đến lúc khoảng 20 ngày thì là thay đổi, 20 ngày, một tháng sau là thay đổi rõ rệt. Nhưng mà từ ngày cô uống kim thạch khang này cô thấy là nó tốt đối với cô, có cái biến chuyển rõ rệt ở sức khỏe, là vì một nửa người cô đã nó tê là cô đã khỏi, bây cô không còn hoa mắt, không còn nhức đầu, mà cô ngủ được một đêm ít nhất là 6 tiếng, còn có hôm cô ngủ 9-10 tiếng, cô ngủ dậy thấy sức khỏe cô nó thoải mái, nó tự do tự nhiên, cô đi lại cô tập thể dục cô thấy nó thoải mái, mà khỏe, cô cười với bạn bè cô thấy nó rất là thoải mái. Cho nên là trong thành phần này nó có cái cao hồng táo đấy, là về chế độ ăn uống sẽ tốt lên, ăn sẽ ngon miệng lên, ngủ được.